Trường học dấu cộng đầm phát triển dấu cộng đầm độc thân yêu thích dấu cộng đầm tình yêu trở thành sự thật dấu cộng đầm hào môn dấu cộng đầm tự cường, cố gắng chăm chỉ tình cảm trì hoãn chủ nghĩa ăn thịt đại tiểu thư, dấu cộng đầm cao lĩnh chi hoa sủng nịch ăn chay học thần cha mẹ sủng ái, ca ca dung túng gia cảnh mỹ lệ, cái gì cũng có đại tiểu thư Giang Thanh vụ trong hơn 10 năm qua chưa bao giờ suy nghĩ qua mình muốn thành người như thế nào. Tất cả mọi người sủng ái nàng thành một vị tiểu công chúa. Nhưng mà tiểu công chúa càng muốn trở thành đại nữ chính. Không rõ mục tiêu tương lai. Không sao, vậy thì tự mình xây dựng nền tảng lựa chọn rộng lớn cho mình. Nàng không lười biếng, không xem soái ca ca, chăm chỉ học tập, thi đậu bắt đại, khai sáng sự nghiệp, sống thành tất cả mọi người trong mắt đại nữ chính. Chỉ là Học thần này từ hồi trung học vẫn luôn làm bạn bên cạnh lại thổ lộ với mình. tề tu viễn Ngươi nha Nhiều năm như vậy, nên thông suốt đi, ta thích ngươi. Bắt đầu từ khi gặp nhau. Lập ý, mỗi nữ sinh đều có thể sống thành chính mình tốt nhất. Không ngón tay vàng, trưởng thành tuyến nhiều, bảo ngọt, không trải cẩu huyết, đoạn ngắn. Nhiều năm sau. Giang Thanh Vũ. Này, A à Tu, lúc trước làm sao cậu nhận ra tôi? tề Tu Viễn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết, anh tìm được em rồi. Giang Thanh Vũ lợi hại như vậy, xem ra cậu nhất định là nhớ mãi không quên tôi rồi. Tề tu viễn nhìn cô cười đùa có chút xuất thần, nốt ruồi này ước chừng là thật sự rất đặc thù, thế cho nên khi còn bé nhìn thấy rồi không quên nữa, nửa đêm trong mộng, bộ dáng cô bé đã không còn rõ ràng, nhưng nốt ruồi ở mi tâm luôn đỏ chói mắt như vậy. Chương 1 Đại tiểu thư giá lâm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 chấn kinh khuôn mặt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Mê man Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Lão Dương Đầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Khai giảng bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Kim U Cục Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Đi qua Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Hồi ức kết thúc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Tự học buổi tối ký tên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Khai giảng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.